cảm ơn Kelly và cảm ơn huấn luyện viên của tôi vì đã giúp tôi hướng tới lối sống tích cực hơn. Tôi hy vọng là Kelly sẽ thành công hơn nữa và tiếp tục là người bạn đồng hành của cộng đồng trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất là cảm ơn Kelly, có nhờ có Kelly mà giúp cho tất cả mọi người, những người mà kể cả về hưu hay đi làm, tranh thủ thời gian đang xem đây những ngôi nhà thứ hai của mình. Các bạn đã chính thức được ký kết. Xin được chúc mừng sự hợp tác giữa công ty của Hùng Quân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vico Sài Gòn và California. Từ khi tôi tham gia tập luyện tại California thì tôi cảm thấy rằng là mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn. Môi trường tập luyện ở đây thì rất là thân thiện, đã truyền động lực rất nhiều để tôi có thể theo đuổi cái mục tiêu sức khỏe của mình. Và nhất là đội ngũ huấn luyện viên ở đây thì rất là tận tâm và chuyên nghiệp. Họ đã giúp tôi xây dựng một chế độ tập luyện và dinh dưỡng để phù hợp với mục tiêu cũng như là lịch trình sinh hoạt của tôi. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến California vì đã tạo ra một môi trường rất là chuyên nghiệp tập luyện để giúp đỡ cho rất là nhiều người có một cái môi trường để mình rèn luyện sức khỏe. Cảm ơn California đã mang lại một môi trường luyện tập tốt cho cộng đồng. Chúc cho California thành công rực rỡ trong tương lai và tiếp tục là người bạn đồng hành vì sức khỏe của mọi người. Thủ đô 2 và công ty trách nhiệm hữu hạn Hanatex và California.